2023, quý vị có thể theo dõi trọn vẹn trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup với tổng cộng 24 trận đấu dành cho cả nội dung của nam và nữ. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới sự đồng hành của quý khán giả với bóng chuyền Việt Nam, đồng hành cùng với các chương trình thể thao của VTV Cup. Rotter đã ghi điểm đầu tiên cho Philippines. Trong nửa đầu của set 5 thì đội tuyển Philippines thi đấu bên phần sân B. Như thống kê trong set đấu thứ tư cho thấy chúng ta đã chơi vượt trội so với đối phương về cả tấn công cũng như phòng thủ, mặc dù chúng ta chỉ hơn đối thủ có 2 điểm mà thôi. Ghi được 19 điểm tấn công so với 12 của Philippines, có 3 điểm block so với 2 của đối phương. Ghi 1 điểm ace, còn Philippines thì không có tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp nào. Phong độ của cầu thủ Việt Nam đang được cải thiện trong những diễn biến gần đây. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững được phong độ và tinh thần này. Tỷ số ở set 5 đang là 1-1. Tình huống chắn bóng giảm lực tốt, nhưng đường chuyền ở cuối sân lại không thuận lợi. Cơ hội, đó là pha đập bóng của Văn Hiệp. Tiếp tục là cơ hội tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Cú đập ở biên 4 của Xuân Đức. Xuân Đức ngày hôm nay thực sự là một nhân tố dường như đang mang tới những sự chuyển biến cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với Philippines. Có thể ví Xuân Đức phần nào cũng giống như Như Quỳnh ở đội tuyển nữ. Pha tấn công bạc chắn ở biên 4 khiến cho đối thủ gặp nhiều khó khăn. Nhiều vị trí tấn công của Philippines cũng đã bắt đầu xuống sức, trong đó có Umandan. Lúc này tỷ số đang là 3-1 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Ngay cả Rotter, mũi công lợi hại nhất bên phía Philippines, cũng không còn duy trì được hiệu suất ghi điểm cao nhất của mình nữa. Pha đánh bóng ra ngoài vừa rồi của Rotter giúp cho đội tuyển Việt Nam dẫn trước với tỷ số 4-1. Lúc này thì Rotter đã ghi được tới 24 điểm, gần bằng số điểm của một set đấu, và đang là người dẫn đầu danh sách ghi điểm ở trận đấu ngày hôm nay. Phạm Văn Hiệp của chúng ta đứng ở vị trí thứ hai với 18 điểm. Hai cầu thủ còn lại trong top 3 của Việt Nam là Dương Văn Tiên và Từ Thanh Thuận đều đang ghi được nhiều điểm hơn so với các mũi công còn lại trong top 3 của Philippines là Umandan và Campton. Duy Tuyến phát bóng, đưa bóng ra biên, chắn bóng tốt và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số được nâng lên 5-1 cho chúng ta. Tinh thần hưng phấn, và bây giờ đội tuyển Việt Nam đang trở lại đúng với sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tấn công hay và thủ cũng rất chất lượng. Dường như phải tới những set đấu cuối cùng của trận 1 CV League thì nhiều vị trí trong đội hình của đội tuyển Việt Nam mới trở lại là chính mình. Vẫn đang có những lợi thế nhất định với khoảng cách 3 điểm dành cho chúng ta, nhưng đối phương đang có quyền phát bóng. Văn Hiệp vẫn cứu được bóng. Rất khó để ngăn cản Rotter khi đã có được một đường chuyền thuận lợi. Pha chuyền bóng đúng tầm và hàng chắn của Việt Nam thì không kịp giáp chắn để ngăn cản
vũ công lợi hại nhất bên phía Philippines. Ngọc Hoàng đã ghi điểm cho đội tuyển Việt Nam. Cho tới lúc này thì Vũ Ngọc Hoàng vẫn đang là cầu thủ có khả năng đánh nhanh tốt nhất trong số các phụ công của đội tuyển Việt Nam. Ở set đấu thứ 5 này thì chúng ta sẽ không có những lượt hội ý kỹ thuật technical timeout. Điểm thứ 8 thì hai đội sẽ đổi sân. Văn Hiệp, bóng chạm chắn và văng đi rất xa. Điểm thứ 7 dành cho đội bóng của chúng ta. Đó là tình huống ghi điểm ở biên 4 của U Mandan. Rotter phát bóng cũng rất khó chịu. Đó là một tình huống phối hợp đánh lao điều chỉnh của đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta sẽ đổi sân với lợi thế 4 điểm. Sau chặng 1 của CV League năm nay thì chúng ta sẽ bước vào chặng 2 trên đất Philippines vào ngày 28 tháng 7 tới đây. Và chặng 2 cũng sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 28 tới ngày 30 tháng 7 với 6 trận đấu. Đội tuyển Việt Nam sẽ đánh trận mở màn ở Philippines, chạm trán Indonesia. Lượt 2 chúng ta đấu với Thái Lan và lượt 3 là với đội bóng của nước chủ nhà Philippines. Sau đó vào thời điểm đầu tháng 8, cụ thể là ngày 4 tháng 8, chúng ta sẽ có nội dung của nữ. Thanh Thúy và các đồng đội sẽ trở lại nhà thi đấu Vĩnh Phúc với những kỷ niệm tươi đẹp để bắt đầu cho hành trình tại CV League lần này. Philippines vừa có thêm một điểm nữa sau khi đánh bóng bạt chắn. Văn Tiên, pha xử lý bóng lỏng tay của Dương Văn Tiên tiếp tục là cơ hội tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Pha phối hợp đánh chồng của Văn Hiệp. Đối phương vẫn rất bền bỉ để phòng thủ. Chúng ta cũng vừa có một tình huống phòng ngự hay. Và Văn Hiệp đã khép lại loạt bóng bền vừa rồi với một cú đánh rất uy lực để nâng tỷ số lên 9-5 cho đội tuyển Việt Nam. Một đường bóng đẹp và cống hiến của cả hai đội bóng. Lợi thế 4 điểm đang thuộc về đội bóng của huấn luyện viên Trần Đình Tiền. Tình huống phát bóng bay của Ngọc Hoàng, đưa bóng ra biên. Bóng đã chạm tay chắn của Duy Tuyến và văng ra ngoài. Đó là tình huống phối hợp đánh nhanh thành công của đội tuyển Việt Nam với pha ghi điểm của Trần Duy Tuyến. Tỷ số của set đấu thứ 5. Có phát bóng của Văn Hiệp. Văn Hiệp phát bóng tốt nhưng đối phương cũng có một tình huống phòng thủ hay. Sau đó thì Rutter đã đánh bóng không qua lưới.
Như chúng tôi đã nói, nhiều mũi công của Philippines cũng đã bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Và đương nhiên trong đó có Rotter, cầu thủ ngày hôm nay đã liên tục nhận những đường bóng từ truyền hai. Văn Hiệp đã ghi được 20 điểm trong trận đấu này. Lại là Rotter. Lần này thì bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Đổi vào điểm cho Philippines. Bóng vẫn được nhồi rất nhiều cho vị trí của đối chuyền mang áo số 8. Niềm hy vọng sau cùng của Philippines trong bối cảnh hiện tại, khi thế trận đã không còn nằm trong tầm tay của họ nữa. Tiếp tục là Văn Hiệp. Văn Hiệp đập bóng tốt. Hai tình huống tấn công liên tiếp của đối chuyền mang áo số 6. Đổi vào điểm cho đội tuyển Việt Nam. 3 điểm nữa thôi chúng ta sẽ có chiến thắng chung cuộc trước Philippines. Một cú đánh trên chắn của Văn Hiệp. Và đối phương cũng không thể phòng thủ hàng sau ở tình huống vừa rồi. Phòng thủ tốt. Văn Hiệp vẫn còn cơ hội tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Đây là Xuân Đức. Trọng tài xác định bóng ra ngoài rồi. Có lẽ cú đánh của Xuân Đức đã đưa bóng chạm cột anten. Đúng là như vậy. Hàng sau Văn Hiệp. Quá hay. Một trận đấu tuyệt vời của Văn Hiệp. Ngày hôm nay là ngày thi đấu chói sáng của đối chuyền Phạm Văn Hiệp. Và Philippines đã phải gọi hội ý khi mà chúng ta chỉ còn cách chiến thắng có 2 điểm nữa thôi. Duy Tuyến sẽ phát bóng. Bóng vẫn trong sân. Tình huống đánh bóng vào góc sân rất khó chịu của U Mandan. Cho tới lúc này thì số 11 và số 8 vẫn đang là hai mũi công được nhồi bóng nhiều nhất bên phía Philippines. Đội bạn gần như đã bỏ hết cầu phụ công ở những tình huống gần đây. Ngọc Hoàng rất hay. Và tấn công ghi điểm ở vị trí số 3. Và chúng ta hướng tới cơ hội giành match point. Cú đánh lao thành công của Vũ Ngọc Hoàng. Như chúng tôi đã nói, số 14 vẫn đang là cầu thủ có kỹ năng đánh nhanh tốt nhất trong số các phụ công của đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam thời điểm này. Văn Duy phát bóng để hướng tới điểm số quyết định trong trận đấu ngày hôm nay. Lỗi rồi. Chúng ta vẫn còn 4 cơ hội giành match point. Và huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã có một pha gọi hội ý chiến thuật. Giờ thì cần hít thở sâu và tập trung cho đường bóng tiếp theo. Cơ hội là rất nhiều và rất lớn để cho chúng ta có thể vượt qua Philippines và giành lấy vị trí số 3 ở chặng 1 của CV-League 2023.
Rotter sẽ phát bóng tấn công. Phát bóng không qua lưới và chiến thắng chung cuộc dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta lội ngược dòng để đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2 sau khi thua trước hai set đấu. Nỗ lực đáng khen ngợi của thầy trò viên Trần Đình Tiền trong một thế trận khó khăn, và thắng lợi này phần nào cũng đã cứu cánh cho những hy vọng, những niềm tin mà cổ động viên dành cho đội bóng của chúng ta, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Chúng ta sẽ kết thúc chặng 1 của CV League 2023 với vị trí thứ 3